Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên nhà máy X-28 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân không tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020 như những năm trước. Mặc dù vậy, nhà máy đã xây dựng và công bố kế hoạch thực hiện với nhiều biện pháp thiết thực. Với chủ đề của tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020 là đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của nhà máy được bố trí tại những nơi mà mọi người dễ thấy, thường xuyên thấy. Nhà máy đã thành lập Hội đồng Bảo hộ Lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị hướng dẫn của trên về công tác an toàn vệ sinh lao động tới 100% cán bộ quân nhân trong đơn vị. Bên cạnh đó, X-28 cũng tăng cường công tác huấn luyện, công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị dụng cụ, phương tiện bảo hộ lao động tới từng vị trí công tác, từng người lao động.